Xin chào mọi người, tôi tên là Cindy, một nhân viên cộng đồng. Và ở đây cũng có Michael Trujillo, một luật sư từ tổ chức Wood Law Foundation of Silicon Valley. Và tôi ở đây với SB at Home. Cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi rất vui mừng được truyền bá về lệnh cấm trục xuất trên toàn quận hạt Santa Clara đã ban hành. Trong đó, lệnh cấm này đóng băng các vụ trục xuất vì không thanh toán tiền thuê trong trường hợp khẩn cấp của đại dịch COVID-19. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về một số biện pháp bảo vệ người thuê nhà mới đối với người thuê nhà ở San Jose. Đây là những thời điểm thật sự khó khăn. Chúng tôi biết có rất nhiều sự không chắc chắn và sợ hãi về cách chúng ta đang bị ảnh hưởng với cuộc khủng hoảng này. Hy vọng là luật mới này sẽ bảo vệ những người thuê nhà trên toàn quận hạt khỏi bị mất nhà. Điều đầu tiên chúng tôi muốn đi qua là tính năng cơ bản của luật mới. Số 1 thì là xác lệnh áp dụng cho mọi người thuê tại quận hạt Santa Clara. Điều này bao gồm tất cả các thành phố trên toàn quận hạt Santa Clara và khu vực chưa hợp nhất. Tuy nhiên, một số thành phố như San Jose đã thông qua các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn, áp dụng cho các biện pháp được đưa ra bởi lệnh cấm của County. Số 2 thì là lệnh cấm trục xuất đã được gia hạn thêm. Trừ khi thống đốc có hành động tiếp theo, lệnh cấm sẽ kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 8, 2020. Số 3 thì là để được bảo vệ, người thuê nhà phải cung cấp giấy tờ tài liệu về thu nhập bị mất hoặc chi phí y tế chi trả liên quan đến trường hợp khẩn cấp COVID-19 cho chủ nhà của họ biết. Chúng ta sẽ nói về những gì tài liệu có nghĩa gì trong phần sau. Lệnh cấm trục xuất chỉ áp dụng cho việc không trả tiền thuê nhà và việc trục xuất không có lỗi từ người thuê. Đối với người thuê nhà ta và đang bị ảnh hưởng với COVID-19, ít từ các vụ trục xuất không có lỗi tại người thuê bao gồm các vụ trục xuất được thực hiện mà không có lý do hoặc vì những lý do đó không liên quan đến hành vi của người thuê nhà như muốn sửa sang lại hoặc tái phát triển tòa nhà. Thứ năm, thì là người thuê vẫn phải trả tiền thuê nhà nếu họ có thể. Theo tình trạng khẩn cấp, những người thuê nhà sẽ có 12 tháng để trả bất kỳ khoản tiền thuê nào chưa được trả trong tình trạng khẩn cấp. Nhưng mà người thuê nhà ở San Jose phải trả 50% số tiền họ nợ trong 6 tháng và 50% còn lại trong vòng 12 tháng. Người thuê nhà ở San Jose cũng phải được thông báo về các quyền của họ trước khi ký giấy cam kết với một kế hoạch thanh toán yêu cầu họ trả lại khoản tiền thuê này sớm hơn so với lịch trình thời gian trong xác lệnh. 6 thì là chủ nhà không thể tính phí trễ cho khoản tiền thuê thiếu này mà quý vị không thể trả trong thời gian này. Thứ 7 thì là bất kỳ chủ nhà nào muốn đuổi quý vị trong trường hợp khẩn cấp, họ cần phải thông báo cho người thuê về các quyền của họ theo lệnh cấm và các nguồn hỗ trợ cho thuê khẩn cấp. Việc trục xuất không thể tiếp tục nếu người thuê cung cấp tài liệu về thu nhập bị mất hoặc chi phí tự trả từ COVID-19. Và cuối cùng số 8 thì là người thuê nhà ở San Jose có thêm sự bảo vệ chống lại sự trả thù và khả năng khi họ yêu cầu quyền lợi của mình giữa sự bảo vệ
của lệnh cấm trục xuất. Vâng, đó là những điều cơ bản. Bây giờ, mình sẽ nói về một số câu hỏi chi tiết hơn mà quý vị đã hiểu về sắc lệnh này. Và mình sẽ nói câu hỏi số 1 nha. Câu hỏi số 1 thì là những gì được coi là mức thu nhập hoặc chi phí y tế tự trả. Mức thu nhập bao gồm mức việc, mất thời gian làm việc hoặc mất khả năng hoặc khả năng no, mất khách hàng hoặc khách hàng nếu quý vị tự làm chủ. Nó cũng bao gồm việc phải làm việc ít hơn vì quý vị phải chăm sóc người thân bị bệnh hoặc là trường học của con quý vị bị đóng cửa. Quý vị cũng sẽ được bảo vệ theo sắc lệnh nếu quý vị có thể chứng minh rằng quý vị đã có chi phí y tế chi trả đáng kể liên quan đến COVID-19. Dù bằng cách nào, quý vị sẽ cần cung cấp giấy tờ tài liệu cho thấy việc mất thu nhập hoặc chi phí y tế tự chi trả do COVID-19. Quý vị nên xuất trình giấy tờ tài liệu này cho chủ nhà trước khi thuê nhà đáo hạn. Một số ví dụ về giấy tờ được chấp nhận là giấy tờ tài liệu cho thấy quý vị mất việc như thư của người chủ cũ hoặc đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ được tính. Một số tài liệu cho thấy rằng chủ nhân của quý vị đã đóng cửa doanh nghiệp của họ cũng sẽ được tính. Quý vị cũng có thể hiển thị số giờ làm việc bị cắt giảm bằng cách xuất trình các phiếu thanh toán lương tháng trước so với lương tháng này gần đây là cái time card, hoặc hủy hoặc giảm đơn đặt hàng và yêu cầu dịch vụ. Quý vị cũng có thể cho thấy các giấy tờ tài liệu mà trường con quý vị đã đóng cửa. Và cuối cùng, mọi người mà thuê nhà ở San Jose có thể hoàn thành một tờ khai. Đây là một hình thức mà quý vị điền vào lời thề, cam kết những gì quý vị cung cấp là sự thật, bằng cách ký tên dưới hình phạt khai man. Nếu quý vị không thể cung cấp tài liệu thông tin nào khác, mẫu đơn này có sẵn trên trang web của chương trình nhà ở là Housing Department có tiêu đề lệnh cấm trục xuất, thì là cái eviction moratorium in San Jose. Quý vị có thể gửi tài liệu này qua email hoặc tin nhắn nếu cần thiết. Liên lạc với tổ chức vượt tại 408-280-2424. Nếu quý vị có thắc mắc về những giấy tờ tài liệu nào quý vị cần cung cấp cho chủ nhà. Câu hỏi thứ hai thì là có những lúc trục xuất là hợp pháp ngay cả khi quý vị đã cho thấy khó khăn tài chính từ cuộc khủng hoảng hay không? Vâng, vẫn có thể. Lệnh cấm chỉ bảo vệ chống lại các vụ trục xuất liên quan đến việc mất thu nhập do cuộc khủng hoảng COVID-19 và những trục xuất không có vi phạm từ người thuê nhà. Những người mà đã và đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Hội đồng Tư pháp California cũng đang ban hành quy định tòa án khẩn cấp nghiêm cấm mọi việc trục xuất được tiếp tục trừ khi điều đó là cần thiết vì sức khỏe và an toàn của cộng đồng. Điều này có nghĩa là chủ nhà của quý vị có thể đưa cho quý vị một thông báo trục xuất khi mà quý vị đã gây ra một vấn đề gì ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn tại khu của quý vị mà quý vị đã sinh sống. Nếu quý vị nhận được giấy tờ thông báo này, xin vui lòng liên hệ với tổ chức Luật Law Foundation.
Câu hỏi thứ ba thì là người thuê nhà có nên trả tiền thuê nhà nếu họ có thể trong khi lệnh cấm có hiệu lực? Phải. Lệnh cấm trục xuất chỉ ngăn chủ nhà của quý vị đuổi quý vị đi trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng vẫn tiếp diễn. Nó không miễn trừ hoặc bãi bỏ bất kỳ khoản thanh toán tiền thuê nào hoặc ngăn quý vị khỏi phải trả tiền thuê. Điều đó chỉ có nghĩa là trong khi cuộc khủng hoảng sức khỏe tồn tại, sức khỏe cộng đồng tồn tại, chủ nhà của quý vị không thể đuổi quý vị ra đi tại vì quý vị không thể trả tiền thuê nhà. Nếu quý vị có khả năng trả tiền thuê nhà, quý vị nên trả. Ngay cả đó thì là một phần của tổng số tiền thuê. Hãy chắc chắn rằng quý vị ghi lại ở số tiền thuê mà quý vị đã trả. Ví dụ, quý vị nhận biên lai hay là chụp hình ảnh hay là xác nhận bằng một văn bản. Và câu hỏi số 4 thì là sau khi lệnh cấm kết thúc, nó sẽ hoạt động như thế nào? Người thuê nhà sẽ phải trả tất cả tiền thuê lại. Vâng, một khi lệnh cấm trục xuất đã kết thúc, quý vị sẽ có 12 tháng để trả lại tiền thuê còn thiếu trong thời gian tạm ngừng của lệnh cấm. Người thuê nhà ở San Jose phải trả 50% số tiền thuê họ nợ trong 6 tháng và 50% còn lại trong 12 tháng. Những người thuê nhà khác tại quận hạt Santa Clara sẽ có thể phải thanh toán hàng quý. Những điều đó vẫn còn đang được quyết định bởi ban chỉ đạo của quận hạt Santa Clara, là cái Board of Supervisors of Santa Clara. Đây là một lý do mà để quý vị vẫn nên tiếp tục trả tiền thuê theo yêu cầu, có thể càng nhiều thì càng tốt, trong khi lệnh cấm trục xuất đang diễn ra. Quý vị không muốn có một khoản nợ khổng lồ mà quý vị không thể trả sau khi lệnh cấm kết thúc. Nhưng mà hãy nhớ rằng chủ nhà của quý vị không thể tính phí chi trả trễ, thì là gọi là late fees cho quý vị. Tuy nhiên, đối với bất kỳ khoản tiền thuê nào quý vị nợ trong thời gian tạm ngừng của lệnh cấm. Và câu hỏi số 5 thì là người thuê nên làm gì nếu họ được yêu cầu ký một hợp đồng hoặc kế hoạch thanh toán yêu cầu mà yêu cầu trả lại tiền thuê nhà mà họ nợ sớm 20 tháng, không phải 20 nhưng mà 12 tháng. Theo luật hiện hành, bất kỳ hợp đồng nào đạt được giữa chủ nhà và người thuê để trả lại tiền thuê nhà sẽ được áp dụng thay cho lịch trả nợ trong phép lệnh trục xuất. Do đó, quý vị nên suy nghĩ kỹ trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào và đảm bảo rằng quý vị đã đọc qua và hiểu tất cả các điều khoản. Tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý nếu quý vị không hiểu đầy đủ nhưng gì mà quý vị được yêu cầu ký và không ký một hợp đồng mà quý vị không nghĩ rằng thì quý vị sẽ có thể duy trì. Chủ nhà ở San Jose á được yêu cầu cung cấp thông báo về quyền của người thuê, quyền theo lệnh cấm trục xuất với bất kỳ hợp đồng nào hoặc thanh toán nào mà họ yêu cầu người thuê ký. Nếu chủ nhà không cung cấp thông báo này, hợp đồng là không thể thực hiện được. Vì vậy,
Người thuê nên đảm bảo rằng họ đã nhận được nó. Một bản sao của thông báo có sẵn trên trang web của chương trình nhà ở San Jose. Câu hỏi số 6 thì là vâng. Nếu người thuê nhà mà nhận được giấy thông báo chủ xuất thì họ phải làm gì đây? Thứ nhất, đọc kỹ thông báo và tìm lý do chủ nhà của bạn đưa ra trong thông báo. Lý do phải được nêu trong thông báo, nếu không thì không có hiệu lực. Và nếu thông báo là tại vì quý vị không trả tiền, không được trả tiền thuê nhà, hãy cung cấp cho chủ nhà quý vị tài liệu về thu nhập bị mất như chúng tôi đã thảo luận trước đây. Hãy nhớ rằng thì quý vị có thể gửi thư này qua email hoặc văn bản nếu cần thiết. Cuối cùng nữa, nếu thông báo này là vì một lý do khác hoặc chủ nhà của bạn vẫn đe dọa đuổi quý vị, vui lòng liên hệ với tổ chức Luật Law Foundation theo số 408 280 2424. Và câu hỏi cuối cùng thì là và người thuê nhà cần phải làm gì trong trường hợp như chủ nhà siết nhà, khóa cửa mà không có báo trước? Thì việc siết nhà và không và khóa người thuê nhà ra khỏi là bất hợp pháp. Ngay cả khi trường hợp khẩn cấp diễn ra, chủ nhà cần phải thông qua quá trình trục xuất của tòa án. Nếu quý vị bị khóa nhà trong trường hợp khẩn cấp COVID-19, xin vui lòng liên hệ với tổ chức Vượt Lo Foundation theo số 408 280 2424. Vâng, đó là kết thúc, đó là kết luôn phần trình bày của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu mọi người có câu hỏi gì á, có luật sư Michael ở đây, mọi người cứ hỏi đi rồi Cindy sẽ thông dịch ra cho Michael. Để coi coi ai có câu hỏi không. Ok, nếu không có ai có câu hỏi á, chị cứ gọi liên lạc tổ chức luật tại Law Foundation of Silicon Valley. Số phone thì để lại, số phone thì là 408 280 2424. Cảm ơn quý vị. Tạm biệt.